Em có tạo cái nick đâu nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Dạ em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa, sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mới nãy rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn á. Ban đêm đi tiệc trà của ông anh, cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt ảnh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Lúc đó em lại suy nghĩ là ơi, vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp. Sợ cướp xe ảnh. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất trân trọng. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân. Chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick cho nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng không? Rồi. Sao nữa, sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn á. Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc giận từ cái thuở đó luôn rồi. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu mà dễ thương. Thích rồi đó. Dạ thích đúng không? Còn em thì sao? À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su mà. Trời ơi. Lúc đó em lại suy nghĩ là ơi, vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp. Sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sợ rồi nên hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đám cưới gì nữa. Là chỉ biết được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Như ngồi lộn đám cưới của ai cũng không biết nữa. Em kiều kiều ảnh thôi đi ra, như đi lộn đám cưới rồi. Cái cái đám cưới người ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ. Thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Không mò đường. Nói nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. 11. Lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Cũng lần đầu tiên gặp bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Vậy em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Cũng có quen cô đó. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ thương, dễ mến. Nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng hôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Bà xã với vợ là đồng hôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Ở đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn
Con chọn đi. Muốn dạch ra bằng được đúng không? Dạ. Dạch chứ. Em thua được. Em dạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Rồi gặp lần nữa xong. Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao? Sao chưa chọn mà. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung gái bỏ chạy. Hung gái bỏ chạy để đang nhớ Nhung nó giống Nhung hoài luôn. Cảm thấy giống như mình có lỗi vậy đó. À đúng rồi, đúng rồi. Từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đừng đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh tại vì mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều cho nên là có xin gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi. Cho nên là xin cho ở. Tức nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó. Ở cũng vui lắm tại vì mẹ ảnh thì cũng khó. Gài cái cửa mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải dạ, không? Mẹ canh giùm. Thật ra mẹ canh là mẹ canh cho em á. Ở nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm để cho dầu nó khô. Cái cửa nó kêu cái két. Đúng rồi, sợ ổng tối ngủ còn nghe két là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Ai coi nào mẹ phát hiện không? Phòng dạ có em. Có ảnh mở cửa lúc đó anh mở cửa qua anh tính hung mẹ một cái. Sau đó, dạ đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Mới bắt trướng định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy nhưng mà thật ra không có em đang ngủ kế bên thằng em mà em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Thường cũng mẹ chồng quá chị. Thôi nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm. Dạ. Trời ơi. Giờ các em bé chưa? Dạ con được em được bé 3 tuổi rồi. Hệ hả? Vậy hả? Sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Vợ có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ cái thiết ghi thành sổ thành cuốn sách rồi đó thôi. Em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn. Là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp mà chỉ có bày vậy thôi. Khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Là nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có dạ. Ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục tật xấu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn mọi vợ một cái chồng một cái con một cái nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình dạ chiếm hết rồi mà quấn mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn mà quấn giống như con kén dạ đúng rồi đúng như con kén vậy. Rồi nấu ăn có ngon không nè? Dạ cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Nói gì nhưng mà bù lại là có phụ là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn đi đầy khi nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ làm hết. Cha sao trăm điều xấu vậy? Ủa như vậy là cũng không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Nấu ăn không rửa chén, bừa bộn. À. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay 2 ngày 3 ngày giặt một lần. Nay là có mới giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em là vợ xếp. Một đợt vớt vớt lại được. Vớt lại được miếng. Rồi nè có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Hãy cầm điện thoại hay mới coi phim mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì xem cái gì trên mạng thế giới em thì cũng không biết. Có mấy trai đẹp không? Dạ có. Coi ai? Cô Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Quang Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới. Dạ. Mê em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Coi Min mê mà thiết điểm Min muốn bóng luôn á. Rồi bây giờ sao nè? Có dễ sai dễ bảo không?
Dạ, vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy. Nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi thôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng khoan khoan, xin hỏi cái nữa nghe. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ rất là dữ. Cái gì giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói lảm nhảm đó. Lại thêm một cái tập nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi. Bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu ảnh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại, ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái gú hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Ồ, không nhậu nhẹt, không gái gú, không thuốc luôn, thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính gái mời, đàn ông phải dính gái mời. Còn gì nữa nè, chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Còn sao nè, cỏ dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Nó đâu có xấu đâu. Thật đó. Đó là tốt mà. Ừ. Rồi sao? Có hay cằn nhằn cửa nhũ mà có xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay làu nhàu. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán nhà em mệt em cũng làm biến. Thì rồi vừa dọn chồng vừa dọn vừa dạ nói vừa dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằng nhằng vậy đó. Nói hoài tật, dạ tật em thì ai mà lằng nhằng để cho làm luôn em không có làm. Hãy cho, mà cứng đầu cho. Mà nhỏ này cứng đầu á. Hiểu không? Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Là lỗi có tại không? Tại không? Ảnh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Phải chưa? Tại em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho đó đó, đó vậy. Dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không bị vậy ráng chịu. Dạ. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ ảnh bớt cầm nhàm em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Làm nhưng mà đừng có cầm nhằn. Dạ làm đúng không? Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thế nhưng em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về, là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng thích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, lắm. Hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó luôn. Đó, nó tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong kết hết. Đúng luôn rồi đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Rồi chúc cho em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi. Cảm ơn. Em là Đỗ Thanh Phong, năm nay 30 tuổi. Em làm cố vấn dịch vụ Toyota. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế hai bạn gặp nhau khi nào? Em hơn ông xã 1 tuổi đúng không? Cô dâu là 31, chú rể là 30. Nhưng mà thực ra nhìn em trẻ hơn chồng em rất là nhiều, trẻ hơn nhiều lắm á. Hả? Vợ chồng em gặp nhau là do hôm đó nhỏ bạn nó rủ cái nhóm đi chơi. Thì có rủ cả chồng em nữa, nhưng mà khi đi thì tới điểm đó tụi em không thuận đường, không rước chồng. Thì nó mới nhờ em gọi điện thoại xin lỗi vì không có rước được. Ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa mới nghe giọng vợ em là thấy cũng hơi chua xíu. Nhưng mà nói chuyện một hồi thì thấy cũng vui, hài hài mà tếu tếu nữa. Nên vợ em mới xin số điện thoại để có gì tiện liên lạc làm quen tám tiếp. Nói chuyện qua một tháng thì em mới quyết định là hẹn gặp vợ em. Ấn tượng đầu tiên gặp vợ bạn là gì? Khi mà đến chỗ vợ em làm thì em mới đảo vài vòng quanh một binh để thăm dò đồn địch coi xem địch như thế nào. Ai ngờ địch xinh hơn mình tưởng tượng. Tự nhiên là thấy bối rối lắm, tim đập mạnh, thấy không biết làm sao á. Nên bảo vậy mới quay về. Đẹp quá vậy luôn. Dạ không, và đi được mấy km thì mới nghĩ rằng thôi giờ mình là đàn ông. Đó, hẹn với người ta rồi, phải đến gặp mặt chứ. Thì xíu chị hỏi nè, trước khi tụi em có cái buổi mà gặp mặt lần đầu tiên đó là tụi em đã biết mặt nhau chưa? Dạ chưa. Dạ. Nói chuyện qua điện thoại mà thấy vui, tâm đầu ý hợp. Anh nói chuyện điện thoại á thì tiếu lắm chị, mà rất là mạnh dạn. Thì em thấy vui thì hẹn thì em mới ra thôi. Ai ngờ khi ra cái không nói gì, nhìn em hoài à. Mà em thấy vô duyên, tự nhiên gặp ta mà cứ nhìn hoài là ấn tượng xấu luôn chị. Ồ vậy đó hả? Làm sao mà em gặp cổ là em biết liền là cô này là cái người mà em đang hẹn? Ngay chỗ vợ em làm á chỉ có một mình vợ em thôi. Khi mà vô á gặp vợ em á thì thấy gương mặt trái xoan mà đôi mắt lúc đấy là long lanh mà hơi buồn nữa, thấy coi như bị hấp hồn vậy á. Hấp hồn. Dạ. Vừa mới vài gặp mặt á là em quyết tâm đeo đội liền. Trước lên kế hoạch
là đầu tiên á là tổng đài 1080 để lắng nghe tâm sự của nàng, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Thứ hai á là thanh đen của nàng, chỉ cần nàng cần là có mặt liền. Nàng nói á, thích ăn cái gì hay là thèm cái gì á, là cho dù đường xá xa xôi, nắng mưa như thế nào á, là em cũng phóng cái véo lên liền. Trời ơi, vậy thì em có cảm động với những cái tấm chân tình của thằng đen không? Lúc đó do là em một phần được nhiều người đeo đuổi, một phần thì ảnh nhỏ tuổi hơn em, tiêu chí của em quen bạn trai là phải lớn tuổi hơn em, rồi phải chững chạc nữa. Ảnh vừa nhỏ tuổi mà còn lại là sinh viên, cho nên loại liền. Rồi sao cưng, 6 năm trời không được, rồi em làm cách nào mà em chinh phục được vợ em hay quá vậy? Lúc đó em mới viết thư gửi cô ấy, bày tỏ nỗi lòng, mong cô ấy hiểu được tấm chân tình của mình. Trong những đêm mà em thức trắng đêm mất ngủ do nhớ cô ấy, mà lá thư đó là thấm đẫm nước mắt do em khóc vì cô ấy. Cái lúc đó thì em có biết cái lá thư đó là nước mắt của anh? Thật sự ra thì mấy lá thư đầu anh gửi cho em á, em nhận, em đọc xong em cất đó, không trả lời lại luôn. Tại có bạn trai rồi nên em nghĩ là có trả lời lại thì thêm hy vọng. Cho tới lá thư thứ năm thì cũng hơi xúc động, tại vì ảnh lòng một bài thơ của nhà thơ Pushkin á, cái bài thơ Tôi yêu thầm á. Và cái bài đó làm sao chị không nhớ ta? Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hai hồn em phải gần bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành đành thắng, cầu trông được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn, phải nói là quá tuyệt vời. Xúc động quá mà té đến luôn. Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết chưa vậy, gia đình em có biết không? Dạ cũng may là gia đình em không biết, tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư á, chắc cạo đầu em luôn. Còn em có biết cái điều đó không? Dạ em không có biết, sau này á lấy nhau là anh nói em mới biết. Vậy là lúc đó cảm xúc em sao? Hơi tội, cho nên em quyết định là thư này em phải trả lời. Nhưng mà em trả lời từ chối. Trời ơi, đứng đau thiệt á. Thế các bạn, lúc mà bạn nhận được cái lời từ chối đó thì như thế nào? Lúc đó em đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, không có thiết tha mọi thứ gì trên đời hết á. Nhiều lúc rồi còn nghĩ đến tự tử nữa. Nhưng mà sau vài tháng á, em mới nghĩ là phải cứng rắn lên. Lúc em lao đầu vào học hành, lao vào làm những việc khác, ví dụ như là quen những người gái khác để quên cô ấy, lấp đầy khoảng trống. Mà ai ngờ càng quen nhiều người gái á thì lại càng không thể quên được. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn mới hội ngộ lại nhau? Dạ sau 3 năm đeo đuổi và 3 năm không gặp, thế mới chợt nhớ người xưa, mới điện thoại hỏi thăm, mới biết là cô ấy đang cô đơn. Em gặp lại anh thì anh đi làm rồi, cho nên nhìn thấy anh chững chạc hơn, nên em thay đổi cái tư tưởng của mình, suy nghĩ lại. Thì sau vài lần đi chơi á thì cũng vui, tới cái lần tìm đi karaoke, anh mới tỏ tình. Mà tỏ tình lạ lắm chị. Đâu lạ hay sao đâu? Anh đè cho em, anh hôn luôn. Dạ. Trời ơi, bắt đầu. Hãy không có ai ta hỏi cái nụ hôn là nụ hôn lợi dụng, là nụ hôn sai khẻ. Lúc đó em thừa nước đục thả câu. Đó. Tại vì á, lần đầu tiên chết rồi, chết rồi. Tấn công bằng thư á là không có thành công, nên bà rút kinh nghiệm đợt 1. Đó, lần thứ hai là phải tấn công bằng hành động. Hay quá. Em thấy lạ không? Cái người nào mà ta quyết tâm làm thì thường là thành công. Rồi thì sau khi được bạn này đồng ý thì bao lâu thì hai bạn quyết định đi đến hôn nhân? Sau 2 năm 4 tháng. Vậy là hai người này biết nhau là 8 năm 4 tháng đó. Rồi bây giờ là hai bạn có em bé chưa? Dạ chưa. Chắc có lẽ là rất là đầm ấm, không có một cái gì cãi vã đúng không? Dạ không có, anh cưới về rồi em mới phát hiện ra anh này rất là nóng tính. Vậy hả? Vừa nóng tính mà lại rất là mê chơi. Tôi nhìn tôi không nghĩ là bạn mê chơi đâu nghe. Nhưng mà chơi cái gì? Anh chơi bi-da lắm chị. Trời ơi, ghiền coi như là không có nghĩ tới vợ luôn. Ngoài cái chuyện mê bi-da các bạn còn mê gì nữa không? Em còn mê mô tô. Anh sẽ tưởng tượng coi hồi trước thì đi đâu làm về cũng vợ ơi hôn cái chóc. Hồi hỏi là vợ ơi hôm nay giờ làm có mệt không? Còn bây giờ từ lúc mua mô tô về là thay đồ qua quăng cái cặp cái vỏ đó, xong cái ôm xe nè, lao xe nè, chùi xe nè, cái xăm soi xe miết, không hỏi vợ gì hết trơn á, thì bực em đó hoài. Thì bởi vậy sau hôn nhân em mới vỡ lẽ là vợ em rất là hay cằn nhằn, nên vợ em mới nói thôi đi, mà bắt đầu mà nói nữa là em quạo lên rồi. Trời, đang tuôn trào tự nhiên kêu thôi đi, đâu nín được đâu chị. Vậy mỗi lần chồng em nóng tính thì cái đồ nặng nhất của ổng thể hiện ra là gì? Lần đó ảnh xém quýnh em. Trời đất ơi, phải không? Không bao giờ em có ý định quýnh vợ em. Tại lúc đó vợ em nói hoài, em nói thôi đi. Thế em mới tức lên, em mới quýnh vô tường, coi như là xả cơn giận vậy thôi. Không, quýnh vô tường nghĩa là quýnh mình rồi. Nhưng mà tại vì lỡ như không có bức tường thì là em sao, cho nên đó. Là coi như xém quýnh rồi. Đó. Từ từ bất ngờ này quá bất ngờ khác vậy trời. Vậy lúc đó nếu như ổng quýnh em thì sao? Trời, ảnh mà quýnh em là chia tay liền, dứt khoát chia tay liền vậy liền.
Trời ơi, có khi nào nha, chị hỏi này nè. Lâu lâu em nhìn vợ em á, em nhớ lại nguyên một cái khoảng thời gian em phải làm thần đèn á, tự nhiên em cảm thấy bực bội, em muốn trả thù giặc không? Không, còn hỏi ác ghê. Thật sự á, cái khoảng thời gian mà em quen đến đeo đội thì nhiều khi cái đó là khoảng thời gian mà em thấy là đẹp nhất. Rồi hỏi một lần nữa nè. Ví dụ mà không có bức tường thì coi là em có quýnh vợ em bữa đó không? Dạ không, chắc chắn là em bỏ đi thôi. Câu nữa nè, bây giờ nè, visa nè, vợ nè, với xe. Số nào số 1, số nào số 3 nè? Chắc chắn vợ dạ. Là số 1 rồi. À. Dạ, xe là số 3. Ủa sao sao xe số 3? Tại giờ, giờ là đang visa thích visa rồi. Không sao đâu, tại vì mai mốt nếu có con á thì chắc chắn là cái số thứ tự đầu tiên á chắc có lẽ là dành cho con rồi. Chị hỏi vậy là để cho em yên tâm. Dạ. Nhưng mà ví dụ em cho quyền vợ em cằn nhằn mấy lần thì em sẽ không nổi nóng. Bình thường thì em nhịn, em không nói gì hết. Đến khi nào mà em thấy bực rồi á, em mới nói là thôi đi. Đến lần thứ hai, lần thứ ba là lúc đó em sẽ nổi nóng. Có nghĩa là em cho phép cổ cằn nhằn làm sao để cái lần thôi đi thứ nhất là có thể chấp nhận. Thôi đi lần thứ ba là có chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi thêm xíu nữa thôi. Tức là từ cái chữ thôi đi đầu đến cái thôi đi thứ nhì cách nhau được khoảng thời gian là bao nhiêu? Dạ chắc khoảng 10 phút. 10 phút? Trời, từ lần một lần thứ nhì 10 phút là quá nhiều đó. Nhớ vậy thôi chứ không đưa tới vậy đâu. Sau đây em sẽ có quyền cằn nhằn chồng em trong vòng là đúng 10 phút. Em để đồng hồ báo thức đúng 10 phút em ngừng luôn. Không bao giờ có chuyện nổi nóng nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, hai được. Bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi như thế nào? Em thì em mong muốn vợ em bớt cằn nhằn đi. Còn em? Em thì em mong muốn chồng em bớt nóng tính lại, biết kiềm chế lại, với lại biết lo dành thời gian cho gia đình hơn, đừng có mê chơi quá. Tức là bớt visa đi đúng không? Em dạ. Cho quyền thời gian chồng em á, trong một ngày á, dành bao nhiêu thời gian cho visa? Một tuần 2 ngày mà mỗi ngày 1 tiếng. Được không em? Quá được đi chứ. Thôi vậy là được quá rồi. Em cho quyền chồng em á, một tuần 2 ngày, dạ. Mỗi ngày 1 tiếng. Dạ. Còn chồng em cho quyền em á, là một lần cằn nhằn vậy 10 phút. Em đâu thấy em cằn nhằn, em thấy em hơi nói nhiều chút xíu thôi. Thì tôi nói trong 10 phút thôi rồi ngưng. Được chưa? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn. Quen. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Nam thần, em công tâm là nó đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh dạ. Việt, trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, chào anh, chào cô. Trời ơi, có thời gian diễn ở sân khấu chị luôn đúng không? Trời, lúc mà Ngọc Thuận về diễn ở sân khấu của chị là thời điểm Ngọc Thuận đẹp nhất. Dạ. Thanh xuân nhất. Em nhớ diễn cái tuần gì mà đi thi liên hoan nỏ thần, nỏ thần chính xác. Trời ơi, nhiều nữa chứ con ha, mà dạ. Tại vì nổi bật lên là cái nỏ thần á. Dạ, có một tuần là phan để cho con chào quý vị khán giả chứ. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì? Em giới thiệu. Bây giờ sẵn nghe con giới thiệu luôn đi. Con giới thiệu xong rồi để vợ con sẽ tự giới thiệu về bản thân. Dạ, xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Con hiện bây giờ con đang phụ gia đình con, có một công việc riêng, với lại con có giới thiệu tên tuổi thôi em. Khoan, nghề nghiệp từ từ. Nói luôn đó con. Nói luôn đó. Ừ. Với lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Dạ đúng. Con tự giới thiệu đi về cái mảng kinh doanh của con. Rồi. Trên mảng đó thì con kinh doanh về những cái thương hiệu gì? Con có những cái sản phẩm dành cho kiểu như là làm đẹp cho phụ nữ nè. Tất cả các mặt hàng như là một cái tạp hóa vậy á. Là bạn bán hàng trên TikTok trên kênh của em luôn. Tên là gì? Trang TikTok của em là gì? Tên con luôn á. Con nói đi, con nói đi. Tên là Ngọc. Cái gì Ngọc mới được? Em quên rồi. Ủa con nhớ không Thuận? Con nhớ thì con nói đi. Cái gì á? B Ngọc. TB Ngọc. Dạ. Rồi, dạ đúng rồi. Là có bán sản phẩm trên đó, mọi người có nhu cầu về những sản phẩm làm đẹp thì cứ lên trang TikTok của TB Ngọc. Phụ nữ làm đẹp, chăm sóc da rồi chăm sóc sức khỏe này kia hết. Vợ con bán nhưng mà con biết hết tại vì con hay ngồi xem. Đúng rồi, con phải hỗ trợ chứ. Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cưng? Em năm nay 20 tuổi rồi. 19 tuổi. Em lớn ghê luôn sắp không? Sắp 20 rồi, 19. Sắp 20 rồi. 19 hả? Dạ. Vậy là sanh 2003. 2003. Ủa nhỏ xíu luôn trời. Tại giờ vợ của em á là thích mình lớn chút xíu luôn, đâu là 20 đó. Nhưng mà chính xác là 19. Thường năm nay là bao nhiêu ta? Em 38. 38. Cũng hơn nhau ít ỏi lắm. Đâu có nhiêu. Gần 2 thập kỷ. Ừ đó. Nhưng mà sao thấy cũng không có chênh lệch nhiều. Thực ra là như vậy, bởi cho nên là Thuận nó giữ nhan sắc của nó quá hay luôn. Ủa, em tưởng đâu em là vợ em là chênh lệch nhau lắm luôn rồi đó. Anh ở đây còn ghê hơn nữa. Em là ngưỡng mộ cặp vợ chồng của anh lắm luôn á. Nhưng mà cái không phải là vì ngưỡng mộ vậy mà em cố tìm một người vợ trẻ đâu nha. Duyên là em. Duyên số, cái này gọi là duyên số. Đúng là duyên số, với lại là thực ra là nhìn bé Ngọc á thì cho dù là cái người mà gọi là
cho dù có một cái lời thề là sẽ không lấy vợ thì cũng sẽ phải bỏ ngay cái lời thề đó. Xinh đúng quá. Không? Vì bé Ngọc nhìn như một cô công chúa vậy đó. Như búp bê á. Thiệt, nói chung là nhìn bé Ngọc là coi như là không ai có thể là có thể kềm được cái trái tim của mình thổn thức đúng không? Dạ. Bây giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con vừa gặp vợ con là lúc đó con cũng chưa có xác định là con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc lo cho cuộc sống, lo cho gia đình rồi giống như nó là vậy thôi. Nhưng mà khi con gặp vợ con thôi, con đứng từ xa con khoanh tay nè. Nhìn giờ con đứng đằng kia, giờ con vừa bước vô cửa con đang đứng quay lại thấy giờ con khoanh tay nè. Có nào là vợ mình không ta? Mà mới gặp vậy thôi, con chưa có nói chuyện chưa gì hết. Cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đó, cái lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Dạ, một người bạn của con là đám cưới của người đó. Xong rồi gặp vậy thôi. Rồi đáng lý ra là con ngồi bên một bàn khác. Nhưng mà con thấy vợ con như vậy con không thể ngồi bàn khác được. Con mới kiếm cớ, tại vì trong đó bạn con không à. Con mới kiếm cớ, ê, làm một người bạn trong cái bàn của vợ con. Con để được ngồi chung bàn đó hả? Ngồi đó thôi chứ con không có làm gì hết. Mong men là con lại ngồi gần. Con có con ngồi được gần Ngọc vợ. Không? Con không có nhìn vợ con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không hay là con ngồi đối diện hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện thì dễ. Nhưng mà con không hơn. Nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Con đâu lâu có nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Con chỉ giống như là không ai biết là con đang nhìn vợ con hết. Chỉ là con nhìn rất là gọi là kính cái phần đó. Sau chuyện này anh Tiên mới tin hơn là đúng là phải đến một cái thời điểm nào đó cái cảm giác như là ông trời sinh ra phải là của nhau vậy đó. Đúng rồi. Có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm sau đúng mới rồi. Tìm được cái người. Nhưng mà cái khúc cái khoảng thời gian đó là con chưa có rõ ràng về cái những cái mối quan hệ. Cô nhớ mà tại vì là cái thời điểm mà đi quay Gạo Nếp Gạo Tẻ với Thuận á là Thuận vẫn còn nói là trời, tại vì cứ hỏi ủa Thuận sao tụi nó có vợ trơn mà sao con cứ phòng không hoài vậy Thuận. Nó chắc con lấy vợ quá cô. Thực sự chưa bao giờ mà Thuận nói là Thuận sẽ phải năm này sẽ phải lấy vợ rồi năm tới sẽ phải có con hay gì, chưa bao giờ có đúng rồi đó. Chưa có một cái kế hoạch đó. Đúng không, rồi, em không hề có kế hoạch luôn. Và lúc gặp vợ con á là con cũng chưa có xác định gì hết trơn, chưa xác định với ai, mặc dù con cũng có bạn rồi này kia. Nhưng mà khi gặp vợ con đó thì con có cái cảm giác đầu tiên là cái tiếng nói dội lên trong đầu, có khi nào đây là vợ mình không mình ta, thiệt luôn, thật sự là vậy á, mới cảm thấy như vậy á. Rồi cái sau này cũng hỏi vợ con á là lúc em mới gặp anh á em có đâu, bây giờ đây cô hỏi nè Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô nè với mọi người biết đi, cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa, là diễn viên chưa, hay là con đừng có nói với cô là con không coi phim Việt Nam nha. Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen, xong rồi con hỏi bạn con hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng sợt, đúng rồi anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ là cũng con đi tìm ngay lúc đó luôn đúng hả? Rồi em đi tìm trên mạng nên em thấy ở ngoài sao trẻ hơn ở trong hình dữ, là con cũng có ấn tượng đẹp liền luôn đúng không, tại tự nhiên cái chỗ bách sáng giống như rồi sáng trưng cái chỗ đó lên. Rồi xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Không, là con ngồi bàn đó rồi xong con ra con chụp hình, tự nhiên thấy anh này đang ngồi trước mặt mình, đâu ra tự nhiên qua cái bàn của con ngồi á. Ừ thì đó, đó thì lúc đó cái trái tim con nó có đập hơn, nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi, tại vì bàn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn con trai con không à, con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như đang uống, nhưng mà nhìn con canh hết canh cái bàn tĩnh lặng, con mới liếc qua một cái xong quay lại thì bạn con mới tưởng con là bị đê, bạn con hỏi mà khoảng thời gian đó lâu chưa em, cái năm đó năm nào ta? Năm trong năm nay nè. Ê không lộn nhầm, năm vừa rồi á. Năm rồi, năm mới thức thì đây luôn á hả? Vâng, tụi em quen nhau và cưới nhau chơi trong vòng không quá một năm. Quyết định trong vòng có một vài tháng là quyết định đám cưới. Và chưa đến bây giờ anh Tuyên mới biết luôn á. Rất là, nói chung là nó là như vậy. Hai tụi con quen nhau, hai tụi con là sau cái bữa đám cưới đi, bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái sau buổi, cái bữa đám cưới thì là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó. Lớn thoáng một cái tên thôi, con không có hỏi, không hỏi bất cứ ai hết. Ở trong bàn tiệc nó không nói chuyện luôn hả? Nói chuyện gì đó nhưng mà nghe lớn thoáng một cái tên là Ngọc. Thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi á, thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy là cái này mình dựa vào duyên số, nếu thật sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số. Thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn. Mà lên Facebook là tìm được luôn đó. Con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con á là che cái mặt. Che nửa mặt. Che hết cái mặt trừ cái điện thoại nè mà con tìm ra được đó. Là cứ lên đi vô tìm kiếm là gõ tên Ngọc rồi lướt gõ tên Ngọc mà dứt một phát ngay đúng luôn. Xong rồi cái nhắn cho vợ, con có nhắn cho vợ con vậy nè,
không nhớ chính xác lắm, nhưng mà nhắn vợ con là khen vợ con dễ thương. Nhưng mà con nói là chắc là mình không có cái gì đó đại khái rồi, rồi chỉ nhắn vậy thôi, rồi tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không, thôi tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự nhiên vô duyên đó. Vô duyên sao? Tức là mình làm quen người ta mà mình không có làm bạn. Con cũng nói thôi, chỉ nhắn vậy thôi là kết thúc, không như là kết thúc ở đây, không có lý do tại sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái hiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ là chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, là anh biết em vậy thôi, rồi xong cái giờ con lóc con luôn, là hai đứa không liên lạc nữa. Vậy á, đâu để Ngọc nói coi lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, thấy xàm xàm sao, thì những cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chặn luôn. Chặn. Rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng, cứ là... hình ảnh nó cứ lởn quởn rồi để tạo cái sự tức cho con? Không có quên, ngày nào có hay con nói thiệt, coi như là con có một cái nick để dùng đi theo dõi những cái người con chặn á. Ý là có anh Thuận trong đó. Ngày nào con vô con muốn xem như nào. À, chặn bằng nick kia mà thật ra cái này là theo dõi mà. Nhưng mà cái thời điểm đó cô là con đang ở Đà Nẵng, có công việc ở Đà Nẵng, con ở Đà Nẵng suốt à, ít ở Sài Gòn lắm. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới. Nói chung lâu lâu lúc có đi trên máy bay á, đi di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con. Nè, con nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Hãy cho con làm một phát một luôn, vẫn có một con đường ở trên, ngồi trên máy bay á, con có thì thầm như vậy đó, vài lần như vậy, hiệu nghiệm luôn, vài lần như vậy. Xong rồi tự nhiên cái một bữa nọ là con về, con quay phim, có lịch phim mới, con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nó, ủa hôm bữa là lóc rồi mà, giống như kiểu mà con cũng không có tìm gì hết á. Xong mới ẹp cái nó, con mới ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa tới buổi tối á, con mới nhắn lại cho vợ con. Nhắn như là chấm hỏi hay là gì đó. Con hỏi vợ con gì đó không thấy trả lời, gọi luôn. Em muốn kỳ thiệt ha. Dạ. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi sao lúc đó con lại ạch Facebook anh lại vậy? Tự nhiên con thấy con, tự nhiên con vô với danh sách chặn của con á, tự nhiên con tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không. Cái con kết bạn xong con lại hủy, thì anh này thấy anh Thuận nhưng thấy. Mà con tới cái tin nhắn nó kết bạn vô là con đã thấy rồi, hiểu không? Tín hiệu của vũ trụ đưa xuống á, sau khi những cái chuyến mà anh ngồi trên máy bay anh xin là cho con đến hẳn luôn đây đó, cô là đưa không? Xuống cái bụp con biết không, là con vừa tin nhắn đó thôi nha, con nói với vợ con nha, con nói với vợ con luôn á, là con nghĩ trong đầu á là mình có 24 tiếng để giải quyết râu ria rễ má của mình, tức là những cái mối quan hệ mà nó không có rõ ràng á, là con hỏi hết tất những bạn mà con cảm thấy là những người bạn đó xứng đáng được hỏi, những người bạn đó mình nên nói chuyện. Thì những người bạn đó là cũng chỉ là quen với cho vui thôi này kia, không có một cái gì hết. Thì nó là thôi vậy thôi anh sẽ thôi mình, thôi mình đó. Trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết, thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Lúc đó vợ con là ra con nói chuyện với vợ con luôn, mới ngày đầu tiên thôi. Là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Là chưa biết gì nhau luôn, chưa biết gì nhau hết. Thế là vừa mới xuống máy bay. Đó. Xong rồi đêm đó con nói chuyện hôm sau là xóa hết những cái mối quan hệ râu ria. Giải quyết chứ không phải là xóa. Tức là mình giải quyết hết, nó không còn gì vướng bận gì hết của mình hết. Tức là sau đó là qua sáng hôm sau đó là gặp qua tối hôm sau nữa. Tức là qua tối hôm sau đi làm về là con hẹn vợ con, con hay vợ con hẹn nhau. Hẹn vợ con chỉ đường đi lạc 1 tiếng đồng hồ. Tức là hẹn, tại vì về khúc đó là gặp nhau rồi, nhưng mà con đi lạc 1 tiếng đồng hồ mới gặp vợ. Mà vợ con vẫn chờ. Tức là hai đứa là hẹn ngoài đường. Hẹn ở một cái chỗ nào đó, không nhà, phải là nhà đúng ở không? Ở hẻm đầu hẻm nhà vợ con, nhưng mà mà không biết chuyện sao con đi lạc 1 tiếng. Mà con vẫn em chờ. Em người Sài Gòn. Sống với ba mẹ ở đây. Nhưng mà nhà vợ con là ngay cái trục đường về nhà của con luôn, mà con đi lạc 1 tiếng đồng hồ, không hiểu sao. Thử lòng giống đó. Giống như là kiểu giống mình như... con bị lúc đó cái trong người con nó có cái gì đó thúc đẩy nôn nóng, mà nó hồi hộp, nó rất là ấy, mà tay chân con giống như nó không có còn được tự chủ được đó, tự chủ được. Mà con chạy xe con ráng cố gắng là phải cẩn thận, phải tới và phải làm sao mà nhanh nhất để chờ mà con biết chờ mà
Thì tới xong rồi ra ngồi quán nước, hai người ngồi nói chuyện xong tự nhiên con vô thẳng vấn đề luôn, nói chứ anh không có quen chơi, anh biết em còn nhỏ, bây giờ nếu em quen với anh á, em quen với anh á thì được á, thì tụi mình tiến tới luôn. Chứ bây giờ quen xong lỡ đâu 5 tháng nửa tháng hay là năm gì đó tự nhiên có chuyện gì đó giận hờn chia tay là em là người mệt, em là người buồn, chứ anh đâu buồn, anh bị quá nhiều, anh nó bị quen quá rồi. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì ông vợ con lúc đó vợ con nó nói là có má thằng này khùng vậy. Đâu Ngọc kể coi, Ngọc kể coi lúc đó sao mà em có thấy Thuận có bị sổ sàng quá không, trong khi đó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là sao má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con nữa. Con nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ, lúc đó là em gia đình em á định là sẽ cho em sang nước ngoài á, nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận cái không. Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn đó, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau, xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không, vợ con không, vợ con không có người yêu không gì hết. Thì em mới lớn mà em nhỏ xíu cái vợ mà. Con nhưng vợ con là cũng có bạn thời đi học được này kia cũng có, nhưng mà thì mình phải hỏi đàng hoàng, xong rồi vợ con hỏi lại con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện, nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy không? Có nhiều cái khoảnh khắc không, vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền, rồi bạn này bật xong rồi lại bị tiếp chứ bộ. Mà nói như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con vừa mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi, chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau à là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng nhưng mà không có nói để con coi tới tối thì sao. Con thấy xong đi tối con mới gọi luôn, đúng, đúng không? Thấy con thấy không ổn rồi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á, rồi con có nói lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích lộn quen ai thì dẫn về đây, tại vì ba mẹ con chắc con á quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, nghề nấu ăn, đúng rồi nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao, chỉ là giao đãi thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Rồi gặp Thuận rồi phản ứng cô chú làm sao? Ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên có tin tin liền không? Ngay có tin. Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa có vợ không? Không có nghi, ý là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi được không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á, tại con đã nói trong lòng con rồi, con gặp đúng người là phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ. Lúc đó là vòng vo gì hết. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập liên tục vậy luôn? Cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Nhưng mà lúc mà hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em mới gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, chắc mẹ cũng hết hồn. Nhỏ có bầu hả? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu hả? Nhỏ có bầu hả? Mấy tháng rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra là tự nhiên là con làm gì vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình không có nghĩ là giữ, mà là vợ của mình mà không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được. Đó cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu, bạn bè con mời ăn nó gì lẹ không có bầu vậy, tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy. Nó không đi đám cưới chưa có bầu bây giờ nữa.
bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà đi đùng cái đi đám cưới. Nhưng mà ủa mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ừ, ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích anh Thuận đóng phim không? Chắc chàng rể này ok quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn á, ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ có cái gian xảo á, từ có cái nét dịu á, dạ, đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ, có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi, bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành, gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ thì đó, thì cái vai thì đó, cái vai đó nó dễ thương đi rồi, thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó đó. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Dạ. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn nhau không? Hơi khó một chút xíu. Hả? Tại vì anh Thuận á là làm về khuya. Quay phim á về khuya 11 12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á, giờ làm em mới dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ, là em buổi tối á là 11 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa. Nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi 10, 11 mấy cái quán sinh tố kế bên nhà đúng cách rồi, mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi nên là 9 giờ phải ngủ rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm á, là 2 giờ trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi, đó leo băng công. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn, kiểu từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là tới giờ sinh nhật của bạn không luôn. Về được không, sinh nhật của bạn vui quá bạn không cho về tới giờ. Em cũng gan ha. Dạ đúng rồi á, trốn như vậy đặt trường hợp lỡ như cô chú vô tình thức giấc hay là đúng vô tình cái gì đâu sao ta, em chết luôn. Có bị ai bắt gặp chưa? Có chị em mà chị em bao che cho. Đến giờ cô chú chưa biết, nãy mới xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ mà. Ba mẹ không biết. Ý là cái khoảng thời gian đó tụi con, tại vì con đi quay cái phim á, sáng 6 giờ có mặt quay, không, bối cảnh không hiểu sao đó, cái khoảng thời gian mới quen vợ con quay mà 3 tháng liên tục, 6 giờ sáng có mặt, 11 giờ đêm về, mà ngày nào cũng vậy á. Mà mình mới gặp vợ nữa không biết tìm hiểu sao, mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi chạy liền đó luôn à. Cứ ra uống ly hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi quay mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu tình mới yêu, làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Chính xác. Trời ơi ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là vậy nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh. Mà người ta nói gọi là hai nửa vầng trăng là của nhau là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction là nó đúng như vậy luôn. Nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á, xong bị đầy xuống, đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa đúng rồi, đưa đúng tiên rồi. Nữ xuống, đạp tiên nữ xuống nó rồi cứu vớt đời nó đi. Đó là mấy chục năm trời, mấy chục năm trời nó được vậy. Giờ lúc mà con chuẩn bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi vậy nè. Hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi vậy đó uống cà phê cái bạn hút thuốc. Rất trải đời xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn con mới nói với con là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc.
còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời khấn Phật cái sao đó là mà, thiệt luôn á. Mà cứ... linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Mà ngắn linh quá vậy. Con công nhận là ngắn thiệt không? Xuống một cái là gặp liền, đúng không? Là nhận được một cái tin liền đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn quá, dạ. Sắp xếp mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng chuyến là bay, chữ định chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa con mới đi. Chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng không? À em có muốn hỏi gì về cái vấn đề mà em muốn tìm hiểu không? Kể hết rồi. Không, cái chuyện mà em thường hay hỏi đó. Kể luôn rồi, là gần đến đám cưới mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà rồi họ như thế nào? Họ giữ cho nhau lắm lúc đó. Thì đó, về khoảng cách về tuổi tác. Nhá, gái đi nhá cái đêm trả lời. Tuổi tác này cái nọ họ có hòa hợp không như thế nào? Đúng luôn á, giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 18, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về mấy cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng coi hoạt hình chung vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy coi hoạt hình. Tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì coi tùm lum hết cô, tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói với cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có một cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái con coi coi nè, nói ôi cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì, hiểu tâm lý em vậy luôn á. Hay đang sống với một bà tiên. Có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Rồi. Đó. Chỉ cần cái này chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi gì. Gì nói á, tại vì á con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia là phải để cá nhân riêng. Nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ. Ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là một cách tốt nhất để cho cô ấy khỏi có suy nghĩ. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vào giỏ hàng á, là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về là cho con luôn mua... Nhưng mà rồi á, cô hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con hả? Không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có ghen. Lâu lâu thì con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói vậy. Nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à, mà toàn gái mà đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Bạn, không, bạn mấy đứa luôn, là mặc đồ y chang luôn, kiểu áo thun quần sọt rồi này kia. Nghe kể cho em thấy hình ảnh em giống không? Thiệt, anh em giống nhau quá trời. Là con trẻ hóa, giống như giờ con, lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ sao, rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình á. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Giờ em nói, anh nói. Anh nói đi. Ok. Là vợ con bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi quả em đừng chọc nữa, giống như để cho em bình tĩnh lại, em suy nghĩ lại chút xíu kiểu.
vợ con có cái tính rất là hài hước, hay chọc ghẹo rồi này kia trong nhà đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhát. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để cho từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia, giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng mà từ lúc cưới vợ tới cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Rồi vợ con sẽ là người quản lý, hết luôn mà vợ con cái gì mà đưa vô trong két sắt á là gì, vợ con không thèm lấy ra. Tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ đi làm gì về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô két sắt, là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Dạ. Từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm chứ nó không có bị phơi đi. Và con không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai chồng con ở một cái căn nhà đối diện. Nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa. Tụi con đang nhờ kiến trúc sư là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây, thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tức là tự quản lý nhau, tự tự quán xuyến cái nhưng nhà mà nó mình. được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu. Vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy, đùm tấm sinh hoạt đó ha. Dạ. Gom tụ lại một nhà. Rồi khi có con về á thì con biết nấu ăn mà, thì con vô phụ. Khúc đầu thì ngại không có cho con phụ, nhưng mà từ từ con muốn phụ tại vì con thích. Rồi bây giờ là đó, mọi người rồi cùng nhau ăn cái buổi trưa. Trừ những cái buổi mà đi quay ấy thôi, còn đi quay show như vậy nè là lựa cái giờ né buổi trưa ra hết. Né buổi trưa ra là để có một bữa cơm gia đình. Đúng rồi, để có cái không khí nó ấm cúng với nhau. Hay còn nếu buổi tối mình rảnh thì cả nhà cùng đi ăn uống cà phê rồi hết nguyên ngày. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tới tối rồi, tại vì nó bận liên tục. Mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là nó u sầu lắm con. Thiệt, nó u sầu lắm, ít khi nào nó không có cởi mở. Vậy nó quay thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi nơi nó rồi nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Có bây giờ thì bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Tại anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông. Em muốn vô phòng anh, em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con, không cho con vô. Đừng em đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn. Là em biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quay dục góc, giày dục góc, rồi tùm lum á. Con mới nói với vợ con là anh đừng có vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là việc con mà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Tại vì ông bừa bộn đó, ông bừa bộn mà ông muốn giấu, ông muốn giấu là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con, là con làm mà con không có vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó, nó cũng sạch sẽ tương tất đúng không, đầy đâu đó đâu ra đó hết đó. Giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa không? Tật xấu là hay như là hay xì hơi ấy cô. Xì hơi gì? Không xì hơi nhưng mà nó kinh khủng lắm. Con đã nói rồi, con là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con, à vợ con hay nháy với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó con ém, tự dưng đắp nguyên cái mền, con ém bắt đầu con hay ra bộ đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi, ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình không? Chỉ có hai cái đó máy đạn á, đúng không? Máy đạn á. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn nữa quá. Còn nó giỡn mẹ ơi, mày giỡn ngoài à?
Bây giờ thích mua trái cây đầy đủ rồi, trong đó có mít nữa. Mà có con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con, không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thuận thay đổi cái gì không? Trong hai cái tật mà con vừa mới nêu ra. Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Tại vì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được. Con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống đó thôi chứ không có gì. Cũng bình thường thôi. Hôm nay tụi con cũng bung một đống ra nè. Chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Xếp với nhau. Tại hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Vợ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích áo, thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á, con để vợ con để, nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này tủ kia, bung hết luôn, xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu nhưng mà tôi để cho cô bung, tôi chỉ cho là gì đó. Bây giờ một nhà rắn mắt quá, bây giờ nó đang nhận nè, lầy thiệt cái Thuận Nhật chưa từng thấy thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác à chị ơi, là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau vậy đó con. Hai đứa nít á đúng không? Sáng là ba mẹ tụi con á, là tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ mối này xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi xong rồi tụi con dậy trễ, rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn cái gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son luôn. Nó thành giống đúng như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai nhau bên thôi, nhau vậy là đủ rồi, là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy thì con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng có những cái khoảnh khắc và thời gian như thế này. Rồi vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Vẫn có chứ, theo Thuận bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là nó chiều con quá. Quá chiều quá vợ chiều. Con là con như giống như con nói ta chiều chứ gọi là hiện giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi hiểu mà đi mà sambo trong bụng tại nhau vì á là nhiều khi nè coi thấy gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái vợ giả bầu rủ đi ăn, rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè nè em mua cho anh nè, xong nó cho chưa làm gì đó tiền của anh, nó em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, ghê đó, coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao, rồi còn cái gì nữa không? Rồi, con có muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua cái gì cho con nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món đó về con lỡ ăn no rồi con không ăn được cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ở nhà con ăn nhiều quá cái con mập bị lên ký đúng không? Mỗi lần con nãy giờ anh Tiên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục. Con mới nói với vợ con là mỗi lần con đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện anh rể, có anh rể, anh đó, anh rể con tên Hậu, anh Hậu mặc size gì cỡ ông, cỡ anh không anh? Thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả, rồi quần lót anh Hậu mặc size gì? Con cũng ngây thơ, xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót size gì bữa em nhớ anh mua size gì, cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cổ ngại. Mua thì tao vô tao lựa đi, không vô ngại chụp đại cái đem về mua chất quá. Mua cái quần hình tam giác rồi không ngại quá, tại vì vô đó toàn đàn ông mà tự nhiên con mom men vô lựa quần cho con. Là đi mua cho con á, nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con giao bầu hỏi. Đáng yêu kể là chắc cầu tới tháng sau á, bây giờ đang cầm là dễ thương quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn, cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mặt như vậy tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn không lên, cần không gì cần hết. Phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều, là mình sẽ có cách hết. Cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là con không có lo nhiều hết trơn. Rồi là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi, chứ không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không? Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi con đi ăn nhà hàng mà con quạo, tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được. Đó, kiểu như...
bây giờ mình phải tốt lại không nó kể tới tháng sau luôn. Chị em mình ngồi hoài luôn. Đúng. Mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao với ông bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi. Cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Yeah, đó, okay. Cho nên là đúng không? Em có muốn lời gì chúc cái người không, thật sự là em thấy là Ngọc đó là Thuận là hai em quá dễ thương rồi. Và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Mà Ngọc Thuận mới ghê chứ. Ngọc Thuận dạ. Nó là Ngọc Thuận. Nó tên là Ngọc Thuận. Luôn đó. Mà vô là Ngọc Thuận đó. Xong rồi sắp sửa tụi con làm là cũng màu ngọc. Màu xanh ngọc trong nhà luôn. Rồi, thôi thế thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn đó, mong là anh chị cứ như thế này mãi. Rồi sau này trời ơi có baby ha. Trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp. Trời ơi tuyệt sắc. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp. Đúng không? Có được trong năm nay nữa càng đẹp.